Xin chào các bác, ở đây có bác nào đang nuôi cá này hay làm dịch vụ hồ câu, tìm mọi cách xử lý nguồn nước sạch này, cá chết rải rác. Và nguyên nhân chính là do thức ăn dư thừa này, vệ sinh ao không sạch sẽ, gây nên những cái tình trạng như là đáy bẩn, tảo độc và khí độc, làm cho virus, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập, gây lên các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa cho cá nhà mình. Và chúng tôi là công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ thủy sản 365, là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ, kỹ thuật, giải pháp phòng ngừa và điều trị bệnh cho thủy sản tôm, cua, ốc ếch, cá 33 nhà mình. Với nhiều sản phẩm đa dạng như là Win 365, Boston, sát khuẩn, diệt nấm, Super Cup, men vi sinh xử lý cắt tảo và Multisan, diệt ký sinh trùng, xà lá mang. Ngoài ra thì còn có vua trị nấm, diệt nấm, BestQ, diệt vi khuẩn, virus và rất nhiều sản phẩm đa dạng khác. Thủy sản 365 chúng tôi đã và đang áp dụng những công nghệ tân tiến nhất hiện nay như là công nghệ vi bọc, công nghệ sinh học và công nghệ bảo quản đông cô để giúp bảo vệ cấu trúc phân tử thuốc đến tay bà con một cách hoàn thiện nhất, tốt nhất. Nguyên liệu được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP ISO 9001-2015, cam kết đồng hành cùng bà con trọn đời khi sử dụng sản phẩm. Với mục tiêu trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, người bảo trợ của nhà nông, công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ thủy sản 365 xây dựng đội ngũ kỹ sư thủy sản có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết hết mình với công việc nhằm mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, chất lượng, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Và bác nào đang cần xử lý ao nuôi này hay tôm cá nhà mình đang gặp tình trạng gì, hãy liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình, chuyên viên kỹ thuật thủy sản 365 sẽ liên hệ và hỗ trợ bà con miễn phí.